tăng cường quản lý nhà ở riêng lẻ nhiều tầng. Nguồn cung chung cư Hà Nội là cao cấp. Giá chung cư tiếp tục tăng cao trong 19 quý liên tiếp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 991 ngày 22 tháng 10 năm 2023 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Theo đó, các bộ ban ngành cần tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ, rà soát các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trong quá trình khai thác, sử dụng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, thiết kế, về phòng cháy chữa cháy, cấp phép quản lý sử dụng tên gọi đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ. Có thể thấy loại hình chung cư mini đã nở rộ ở các đô thị lớn nhưng lại chưa được đề cập chính thức trong văn bản pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản. Do vậy, dự kiến trong ngày 26 tháng 10 tới đây, luật nhà ở sửa đổi được Quốc hội đưa ra thảo luận sẽ kiến nghị siết chặt quản lý chung cư mini. Theo đó, cá nhân muốn xây chung cư mini, nhà ở từ 2 tầng và quy mô 20 căn hộ trở lên để bán, cho thuê, sẽ phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Việc đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định pháp luật với dự án xây dựng nhà ở, còn giao dịch bán, cho thuê mua, cho thuê căn hộ thực hiện theo quy định luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, giấy chứng nhận với từng căn hộ thực hiện theo luật đất đai. Với cá nhân xây chung cư mini, nhà ở từ 2 tầng trở lên và quy mô dưới 20 căn hộ tại mỗi tầng để cho thuê, việc đầu tư phải đáp ứng quy chuẩn xây dựng của Bộ Xây dựng, khu nhà phải được thiết kế, thẩm định phòng cháy, chữa cháy và thực hiện các biện pháp quản lý về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Hiện trên thị trường, những căn nhà phố cổ có giá hàng trăm tỷ đồng được giao bán ngày càng nhiều. Dù có những căn cả năm không ai hỏi mua, nhưng giá vẫn không chịu giảm. Đơn cử trên một số tuyến phố như Trần Hưng Đạo, Thái Hà, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Ô Chợ Dừa, xã Đàn, một loạt các căn nhà phố đang được giao bán với mức giá dao động trong khoảng 600 đến 800 triệu đồng một mét vuông. Đây đều là những căn có diện tích lớn nằm trên các tuyến phố sầm uất, do vậy giá trị của những căn nhà này thường lên tới vài trăm tỷ đồng. Được biết, gần đây các căn nhà có giá trị lớn như thế này được giao bán nhiều hơn thời gian trước. Nguyên nhân là do hoạt động bán lẻ chưa hồi phục nên giá trị cho thuê giảm sút. Thêm vào đó, khó khăn về tài chính hiện nay khiến cho chủ của những căn nhà này phải giao bán để trả nợ. Thế nhưng, áp lực bởi nhiều chi phí liên quan tác động nên dù không có ai hỏi mua, những căn nhà này vẫn không giảm giá bán. Tại Hà Nội, trên thị trường sơ cấp, mức giá bán trung bình của các căn hộ mở bán mới trong quý 3 tăng gần 7% theo quý, tăng 14% theo năm. Việc giá bán có sự điều chỉnh theo xu hướng tăng do lượng nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp chiếm tỷ trọng áp đảo trên 90%. Cùng với đó, một số chủ đầu tư có sự điều chỉnh tăng giá và mở bán thêm quỹ hàng ở các tầng cao hơn. Căn hộ chung cư bình dân có giá 25 đến 35 triệu đồng một mét vuông chỉ còn tại 4 dự án tại quận Hà Đông, quận Long Biên và huyện Đông Anh. Căn hộ chung cư trung cấp với mức giá 30 đến 50 triệu đồng một mét vuông xuất hiện tại 4 dự án thuộc huyện Hoài Đức và quận Nam Từ Liêm. Quý 3 năm 2023, giá bán căn hộ và nhà đất trên thị trường sơ cấp tại Hà Nội đều tăng, ghi nhận chuỗi tăng 19 quý liên tiếp. Bất chấp bối cảnh thị trường còn ảm đạm, việc sở hữu một ngôi nhà đang ở trở nên ngày càng khó khăn đối với nhiều người dân khi giá nhà tăng quá nhanh và thu nhập không theo kịp. Đặt cọc, chọn mua căn hộ này từ 2 tháng trước và đến hôm nay, anh Dũng cũng gom góp đủ tiền để mua và nhận căn hộ hơn 100m² với giá 2,9 tỷ đồng. Ngày bàn giao, anh tự nhận là may mắn bởi sự quyết tâm lúc đó. Khi mà để an cư, anh phải thuyết phục gia đình rất nhiều vì khu nhà này sẽ tiện đường về quê, gần nơi vợ làm, nhưng cách nơi anh làm 45 km.
Đây là một trong những dự án hiếm hoi trên thị trường chung cư Hà Nội được bán với giá dưới 30 triệu đồng một mét vuông. Căn hộ chung cư mình sẽ phải lựa chọn tiêu chí là về cái rất là uy tín của chủ dự án này, thứ hai về pháp lý, chính sách bán hàng thời điểm hiện tại và quan trọng nhất là giá. Từng phân khúc thì sẽ có giá cả rất khác nhau, nhưng mà với phân khúc chung cư tầm trung, đặc biệt ở khu vực này thì mình thấy là giá cả chênh lệch nó khá nhiều, như là ở Rotha 79 Ngọc Hồi hay là Philip Foam và Techco Garden ở đây thì mình thấy là ở khu vực Hoàng Mai thì giá đang khá là cao, lên đến tầm hơn 50 triệu mét vuông rồi. Và Techco Garden hiện tại mới đang khoảng tầm 26 đến 28 mét vuông, 28 triệu mét vuông thôi. Thì với mình thì ở bên Techco Garden thì là một lựa chọn khá ổn. Theo khảo sát, giá bán sơ cấp của phân khúc chung cư ở các quận nội thành hiện ở mức 54 triệu đồng một mét vuông, tăng 2% theo quý và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Các dự án có giá dưới 30 triệu đồng một mét vuông đều nằm ở các huyện ngoại thành, xa trung tâm thành phố. Do vậy, khách hàng khi chọn mua sản phẩm này phải tính toán kỹ tới nhu cầu của gia đình, khắc phục được địa hình cũng như sự bất cập về cơ sở hạ tầng, điện đường, trường trạm. Tuy nhiên, cũng theo khảo sát, những dự án thuộc phân khúc này đều được người mua đang đón nhận nhiệt tình. Điều này cho thấy nhu cầu sở hữu các căn hộ sơ cấp trong tầm giá từ 2 đến 3 tỷ đồng là rất lớn, nhưng tiếc lại không có nhiều lựa chọn. Hiện nay những cái sản phẩm mà thương mại có cái giá phù hợp cho các bạn từ 3 tỷ trở lại, do thị trường hiện nay hiếm, cái sản phẩm đó ở trên thị trường ít, mà đa số những cái sản phẩm cao cấp và cái giá tiền nó cao hơn. Sự chênh lệch nguồn cung mới với phân khúc cao cấp ngày càng chiếm tỷ trọng cao, trong khi phân khúc bình dân phù hợp với túi tiền của người dân lại ở mức khan hiếm, đã khiến giá bán căn hộ tăng cao. Trong bối cảnh này, theo nhiều chuyên gia, phần lớn nguồn cung căn hộ tương lai đang dịch chuyển về khu vực ngoại thành, xa khỏi trung tâm thành phố. Bởi chỉ ở các khu vực này mới có quỹ đất dồi dào, kèm theo các điều kiện ưu tiên tốt hơn cho doanh nghiệp khi phát triển dự án như tỷ lệ xây dựng, mật độ sử dụng đất. Và trong bối cảnh thị trường đang tăng cao, người mua chung cư cần cân nhắc kỹ giữa tài chính và nhu cầu của mình để chờ đợi các dự án phù hợp. Có những thông tin mừng Bộ Xây dựng mới đưa ra, đó là số lượng dự án hoàn thành trong quý 3 năm nay gấp 3 lần quý trước với 21 dự án, cung cấp hơn 7.600 căn hộ. Hơn 860 dự án đang xây dựng với số căn hộ gấp đôi so với quý 2, đạt gần 450.000 căn. Ngoài ra, số dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai cũng tăng hơn 132% so với cùng kỳ. Nguồn cung nhà ở hạn chế, thiếu trầm trọng nhà ở phù hợp túi tiền, chi phí ở các khâu làm dự án đều cao, khiến giá địa ốc, đặc biệt là căn hộ chung cư ở các thành phố lớn liên tục tăng và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nhà ở xã hội gần như là cơ hội duy nhất cho giấc mơ an cư của đại đa số người dân. Tuy nhiên, nhiều quy định lại được cho là đang gây khó khăn cho các chủ đầu tư, khiến nhiều doanh nghiệp không mặn mà xây dựng nhà ở xã hội. Mặc dù dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, nhưng trước đó dự án nhà ở xã hội vẫn phải trải qua việc định giá đất, hiện vẫn còn đang nhiều vướng mắc tranh cãi liên quan đến phương pháp định giá. Đồng thời, chủ đầu tư vẫn phải tự ứng trước tiền để giải phóng mặt bằng. Khoản tiền này sau đó sẽ được đối trừ vào dự án khác hoặc được bù vào giá đất. Chưa kể sau 2 năm làm thủ tục đầu tư, dự án nhà ở xã hội mất khoảng 2 năm tiếp theo để xây dựng và bàn giao nhà cho khách hàng. Sau đó, chủ đầu tư vẫn phải dành tỷ lệ tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội để cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội và chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng. Quá trình này kéo dài lên đến 9 năm, sau đó dự án mới được kiểm toán và chỉ khi được kiểm toán xong, doanh nghiệp mới được nhận về khoản lợi nhuận cố định 10%. Bên cạnh những vướng mắc về pháp lý, bài toán về lợi nhuận cũng là một trong những rào cản khiến doanh nghiệp không mặn mà với việc phát triển dự án, nhất là với các dự án sơ cấp hay dự án có giá thành rẻ. Vậy nên các gói hỗ trợ mở ra tưởng hấp dẫn nhưng thực tế không phải vậy. Hỗ trợ lãi suất vay 2% trị giá 40.000 tỷ đồng thông qua các ngân hàng thương mại, hạn cuối giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2023 là một chính sách phục hồi kinh tế của chính phủ. Nhưng qua gần một năm rưỡi triển khai, thống kê mới nhất chỉ giải ngân khoảng 681 tỷ đồng, tức 1,7% nguồn lực bố trí. Dự kiến tới hết năm nay, gói hỗ trợ lãi vay này sẽ giải ngân khoảng 1.408 tỷ đồng, tức còn hơn 38.590 tỷ đồng không sử dụng hết. Với thị trường bất động sản, việc hỗ trợ lãi suất vay 2% thông qua các ngân hàng thương mại cũng được xem là chưa đủ hấp dẫn với cả doanh nghiệp và cá nhân người dân. Đây là một việc làm rất đúng, rất cần thiết trong bối cảnh khó khăn. Nhưng mà không có nghĩa là như vậy
ngân hàng buộc lòng phải cho doanh nghiệp vay, kể cả những doanh nghiệp mà nó không có khả năng là hoạt động sản xuất kinh doanh, người ta gọi là những cái xác chết, thì không thể bỏ tiền lấy được, phải đồng hành với doanh nghiệp để xem doanh nghiệp người ta có khả năng làm cái gì. Và nếu như doanh nghiệp người ta có đang có khả năng làm những cái hoạt động mà có phục hồi tốt, nó có hiệu quả, có khả năng thu hồi, thì ngân hàng phải đồng hành với họ. Và không nên căn cứ vào những các cái điều kiện ràng buộc như trước đây, ví dụ chẳng hạn như là phải xét cái tài sản bảo đảm, hoặc thậm chí là xét những cái nguồn dư nợ cũ. Chính sách hỗ trợ lãi suất 2%, gói kích cầu 12.000 tỷ là những giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp, người dân giảm chi phí kinh doanh, khôi phục sản xuất, hỗ trợ phục hồi, kích thích kinh tế. Tuy nhiên, việc khó giải ngân trong gói hỗ trợ đã cho thấy sự không khả thi. Điều này cho thấy việc đề xuất xây dựng chính sách chưa sát thực tế, quy trình thủ tục gây nhiều vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra pháp lý thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo của các sàn giao dịch bất động sản được thành lập từ năm 2009 đến năm 2017 trên địa bàn. Mục đích của kế hoạch này nhằm tăng cường kiểm tra hoạt động của các sàn, hướng dẫn các sàn thực hiện nghiêm quy định, chấn chỉnh và xử lý các đơn vị vi phạm. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này sẽ tiến hành kiểm tra 81 sàn được thành lập từ năm 2009 đến năm 2017. Một số đơn vị có trong danh sách kiểm tra như Trung Thủy quận 1, Savi Việt Nam quận 1, Tiến Phước quận 5, Khải Hoàn quận 7, Phúc Khang quận 10, An Gia Hưng quận 10, Him Lam Len đầu tư An Gia quận Bình Thạnh, sàn giao dịch Địa ốc Thắng Lợi quận Bình Tân, Connect Phong Phú huyện Bình Chánh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.